Rồi, hôm nay mình sẽ chơi nhạc kho cũ, chơi góc nhìn thứ nhất nha anh em. Chơi góc nhìn thứ nhất để bắn cho nó được dễ nhất. Để nhận mấy cái quà tào lao. Tải lâu quái cả đã. Bây giờ mình sẽ chơi góc nhìn thứ nhất. Hôm nay mình sẽ chơi góc nhìn thứ nhất trong Free Fire để nhận quà. Vai 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 xem ai, mình sẽ bắn này, bắn one shot đi này. Ok, one shot góc nhìn thứ nhất. Wise. Được hồi sinh nè. One shot anh em. One shot luôn. Ui. Kìa. Nhìn nó di chuyển hài quá anh. Móc đít đằng sau nè bạn ơi. Ui rồi, một góc nhìn thứ nhất khó one shot thế nhỉ. Ui, tí sọt luôn kìa ba. Cái gì vậy? Nhưng mà mình bắn one shot thôi cùi, mình bắn MP nha anh em. Rồi 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 rồi. Ui, bắn được có người thôi. Ê, sắp thua rồi ba, bắn nghiêm túc thôi. Hít sọt, góc nhìn thứ nhất. Chơi rất là bài bản như kiểu sếp vô. Out window hole. Chơi rất là bài bản như góc nhìn.
Hehehe, đen quá, thằng này nó còn loạn hơn mình nữa. Hên quá, hên quá. Chết rồi, chết rồi, chết. Chạy lại anh. Win, 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 win. Bú, 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 bú. Nói chung góc nhìn thứ nhất này bắn cũng ok. Cảm ơn các bạn đã xem clip của Giao Du, và bấm like và subscribe.